Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh của Sơn Đồ Xưa. Các bác vừa theo dõi cái cách thức hoạt động của chiếc đồng hồ Small World Rhythm. Đây là một trong những cái phiên bản độc đáo của hãng, được sản xuất tại Nhật, made in Japan thì có ghi rõ ở phần mặt đây rồi. Mẫu đồng hồ này thì khá là lâu rồi, shop mới về lại. Thì bác nào mà yêu thích cũng như là đang tìm kiếm cho mình một sản phẩm độc đáo thì có thể tham khảo qua em này. Mỗi khi tròn giờ đồng hồ sẽ xoay mặt như phần đầu clip các bác xem. Em sẽ cho các bác xem lại cái cách biểu diễn của nó. Em ấn nút monitor thì sẽ đánh nhạc. Em vừa ấn nhầm cái nút đấy. Nút này là cái nút các bác không thích mặt đóng như lúc đầu thì mình có thể liên tục mở như này. Đến khi tròn giờ thì đồng hồ sẽ hoạt động. Đây, cái kiểu để như này thì cũng khá là hay, nhưng tuy nhiên là hơi khó xem giờ. Thì các bác có thể để hai chế độ. Đây, em sẽ mở lại. Khi mà tròn giờ đồng hồ sẽ đánh nhạc. Có 6 bản nhạc. Em sẽ điều chỉnh bản nhạc. Mình sẽ... Đấy, mỗi một tiếng đồng hồ sẽ đánh một bản nhạc. Các bác có nghe cái bản nhạc này là một bản nhạc kinh điển trên thế giới, trong cái phim Titanic. Đấy. Thì một tiếng đánh nhạc một lần, 6 bản nhạc luân phiên chuyển động, thay đổi, luân phiên thay đổi. Đến khi nào mà hết 6 bản thì đồng hồ nó sẽ tự động chuyển về bản ban đầu. Thì đồng hồ được thiết kế phần bên trong đây là khi mà tròn giờ là một thế giới thu nhỏ sẽ xoay. Một cái đồng hồ phụ bên trong cũng chuyển động luôn. Cực kỳ độc đáo. Mắt cảm biến ánh sáng tự động ngắt chuông đêm. Đấy, vừa nãy là em cài đặt cái chế độ là mở mặt. Thế nên là khi mà hoạt động kết thúc, hoạt động nhạc kết thúc là đồng hồ nó sẽ mở mặt như lúc ban đầu. Còn nếu mà mình muốn điều chỉnh lại cái chế độ thì mình chỉ cần ấn nút display đây thì là đồng hồ sẽ trở lại. Rất hay. Thì kích thước của chiếc đồng hồ là 46 và chiều ngang là 38 cm. Size khá là vừa vặn để cho các bác trưng ở phòng khách hay là đặt ở phòng ngủ. Bởi vì em này thì có mắt cảm biến rồi, tự động ngắt chuông nên là không làm phiền giấc ngủ của mọi người. Bộ phận lắc xoay phần bên dưới đây. Một chiếc đồng hồ đẹp với cái tông màu xám, ghi xám và đen. Để không gian nào em thấy không gian hiện đại hay là tân cổ điển đều rất ok. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu cho mọi người chiếc đồng hồ Small World Rhythm, phiên bản thế giới thu nhỏ. Các bác muốn biết thêm thông tin chi tiết về em này thì có thể liên hệ qua fanpage Sơn Đồ Xưa hoặc website hangjapan.vn. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người các clip tiếp theo.